Và Đỗ Sinh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta tiếp tục cuốn video số 2 giao lưu với vườn anh Hải Bình. Vâng, anh ấy tên là Bình, vợ là Hải. Đây là một cái khu vực mà gồm tầm nhiều cây lớn. Cuốn trước chúng ta đã xem những cây nó tầm nhỏ. Đây là cây, toàn những cây cũng cỡ đấy. Và có một vài cây mít nhìn cũng rất là hay. Tôi giới thiệu với các bạn cây mít đầu tiên đây này. Xin chào tất cả các bác nhá, trên mọi miền Tổ quốc này. Vâng, chào anh Bình. Vâng. Cây này có quả rồi đấy. Có quả hết rồi ông ạ. Rồi. Nhìn rất là gần guốc này. Mặt nào nó cũng đẹp không ạ. Anh ôm tay, găng tay không vào cái cổ thân dịch xuống. Xuống nữa. Đấy, tầm mấy khoảng bao nhiêu? 3, 40, 50. Vâng, trong vanh con này 65. 65 à? Vâng. Ừ. Vanh 65. Được rồi. Nó có cái gược đổi đảo thân chỗ này hay quá nhỉ? Vâng. Rất lượng. Như con rồng luôn. Nói chung là được một tác phẩm mít mà để mà chơi bonsai là rất đẹp. Ừ. Cây này thì giao lưu thì giá thế nào anh Bình? À, cây này cháu giao lưu là giá là 72 triệu. Vâng, giá 72 triệu. Được rồi. Rồi, 72 triệu. Chúng ta di chuyển tiếp đến hai cây mít ở phía bên này nữa. Xong thì đi đến những cây khác. Đây này, hai cái mít này có quả chưa? Có quả hết rồi. Có quả hết rồi à? À đây đây, tôi nhìn thấy quả con đây rồi. Đây, ví dụ cây này. Đều là những cây có cái nét gập rất quái nhỉ? Đấy, quá hay này, trên này cũng thế này. Xong lại lên đây, lại đảo xuôi ạ. Cây này thì giá bao nhiêu? Giá tác phẩm này là 35 triệu. Và cây mít này giá 35 triệu. Và sang cây mít tiếp theo. Đây, cây này đây. Nói chung là to lắm. Úi giời, cây này nó có cái điểm gập với này. Lắm. Rất là kỳ dị. Cái chỗ này nó tiếp địa ra, nó phun rễ ra rồi đấy. Vâng, này, tiếp địa này. Đấy. Trên này nó gập lên gập xuống. Quả rất nhiều nha các bác này. Nói chung là nó nhiều quả lắm. Sang năm ngoái nó rất nhiều quả rồi. Mít dai. Ừ. Cái này thì bao nhiêu anh? Tác phẩm này là giá giao lưu là 45 triệu. Vâng, 45 triệu. Và chúng ta đến với vườn anh Bình. Vườn Bình Hải, Bình Bonsai, qua số điện thoại 0977 799 695, xã Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc. Và một cây ổi to, ổi ta cũng à, đây là anh dâm ủ cho nên trồng nó hơi sâu. Già quá.
Vâng, cây này bao tiền anh? Giá giao lưu là 16 triệu. Rồi, giá 16 triệu. Vâng, bây giờ chúng ta đến với mấy bệ trứng gà rất to này. Được rồi. Cái không bệ, ôm được, vành cái, nào không ôm được. Và cái bệ là hết chiều dài chậu luôn. Rồi, cái bệ trứng gà này giá nào cháu? Giá công khai là 45 triệu ạ. 45 triệu. Và vâng, chúng ta tiếp tục đến với một cây xanh. Cây xanh này có cái bệ đá giống một con ngựa thế nhỉ? Vâng. Có phải không nhỉ? Nó tượng trưng đấy. Tượng trưng như là con ngựa đang phi lên đấy. Đúng ạ. Và cây xanh này như là con rồng. Gãy khúc hết. À, năm giáp thìn này. Cây xanh này giá bao nhiêu anh Bình ơi? Giá giao lưu là 45 triệu. Và giá 45 triệu. Ok rồi. Bây giờ mời các bác thưởng thức một cây khế này. Ái da, hay quá nhỉ. Đây quả nó đây à? Vâng, quả đây. Úi dồi ôi, quả to, nó rụng nó to này à? Vâng, khế chua, cây này là khế chua. Khế chua, chính xác là khế chua rồi. Chính xác là khế chua rồi. Úi dồi, khế ngọt thì thích nhỉ. Ai chà chà, có những từng tầng những cái cành rơi này. À, họ làm từ nhỏ. Vành to lắm. Bao nhiêu? Đấy. Mỗi gang là 20. À. Hơn 2 gang, chưa đầy 3 gang. Nó khoảng 50. Cổ thân khoảng 50. Vành 50. Cao 2 mét. Cây này bao tiền này cháu? Giá giao lưu là 30 triệu. Ừ. Nghệ thuật đấy, à. Tương đối nghệ thuật đấy. Rất bồng bềnh. Rồi, giá 30 triệu. Di chuyển nhá. Ui trời, cây lục vừng này. Nó nằm ở cái chậu bé mà nó cái vành rễ, cái vành khăn nó cuộn tròn khủng khiếp kìa. Một người ôm. Ừ. Đây rồi. Tích tụ phát lộc. Một người ôm tức là phải là vành vành khoảng nó mét 8 đấy. Mét 8 chia 3 đây còn 60 đến đấy. Đến. Được rồi. Một người ôm chưa hết. Úi xuống. Có cái bể 1964. Cây lục vừng này giá bao nhiêu?
giá là 47 triệu. 47 triệu. Rồi. Và đây là số điện thoại của vườn cảnh Hải Bình để các bác tiện việc giao dịch. 0977 799 695. Bây giờ di chuyển đến một cây sung nhá các bác. Sung gốc to đấy. Quả dâu rất nhiều. Quả này nhiều lắm rồi. Dâu. Mà cái sung này lại to này nhưng mà dáng lại rất lùn lực các bác. Vâng, rất lùn. Rồi. Cái này bao nhiêu anh? Cái này là 47 triệu ạ. Và 47 triệu. Tiếp tục nhé. Đây là bệ dưới này. Ai chả trông như con sư tử đang nằm ạ. Có chân trước toài ra này, chân sau này. Được, anh ấy giang tay mà không hết theo chiều này. Được rồi, thế thôi. Cứ quay một mặt, mặt bên này. Ừ, được rồi. Đấy. Ví dụ như cái phôi dưới này thì giá nào? Phôi dưới này là 45 triệu. Vâng, giá 45 triệu. Đưa lên đây cũng lâu rồi đấy chứ. Vâng. Đang nuôi tiếp tay đấy. Rồi, còn cái phôi to này nữa. Vâng, đấy. Phôi dưới to này giá bao nhiêu anh? Giá là 130 triệu. Vâng, 130 triệu. Rồi. Cái này là mình biểu cái này nhá. Vâng, và trước khi kết thúc cuốn video số 2 giao lưu với vườn anh Hải Bình, chúng ta đến với một cây xanh. Cây xanh Nam Điền mà ôm viên đá màu đẹp thế nhỉ? Viên đá này là ba màu đấy. Đá hồng. Nguyên thủy. Ừ. Mà viên đá nguyên thủy luôn. Không chấp, không ghép. Đây, viên này nó ăn từ đây. Đúng rồi. Nó ăn từ đây này. Liền khối. Nó ăn từ đây ăn lên đây. Làm cái cành rơi xuống hết bồng bềnh, tán gần xong hết rồi. Vâng, gần hết là con hòm hòm rồi. Vâng, cây xanh này giá bao nhiêu anh Bình ơi? Giá công khai là 60 triệu. À, 60 triệu. Rồi, ok, thế nhá. Vâng. Xin chào tất cả anh em chơi cây này trong mọi miền Tổ quốc và các anh chị sang năm mới có cái sức khỏe thật dồi dào. Rồi, cảm ơn anh Bình nhá. Và Đỗ Sinh nhá. Rồi, cảm ơn. Đỗ Sinh cũng xin chia tay với hai cuốn video nhà anh Hải Bình, xã Cao Phong, Sông Đô, Vĩnh Phúc để tôi di chuyển về Ba Vì. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.